Chiều ngày 6 tháng 7 vừa qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức chương trình hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí. Tại hội nghị, ông Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã báo cáo về việc cấp phép hoạt động khám chữa bệnh ban đầu cho phòng khám đa khoa Tâm Đức. Trong quá trình triển khai, thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã thẩm định các nội dung như nhân sự, trang thiết bị, cơ sở vật chất của phòng khám đa khoa Tâm Đức. Và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cấp mã tại công văn số 4947 ngày 8 tháng 12 năm 2015. Và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước thì có thông báo tại công văn 667 ngày 17 tháng 12 năm 2015 cấp mã cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho phòng khám đa khoa Tâm Đức là 70081 mã huyện 01 là cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập tuyến huyện, ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú, có tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Ngày 2 tháng 12 năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước có công văn số 684 về việc danh sách các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có tên phòng khám đa khoa Tâm Đức. Như vậy thì phòng khám đa khoa Tâm Đức đã đáp ứng các điều kiện về nhân lực để triển khai hoạt động. Trước các câu hỏi của phóng viên về việc gia tăng đột biến chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại phòng khám Tâm Đức và công tác khám chữa bệnh tại cơ sở này, ông Thông khẳng định đến nay sở chưa nhận được bất cứ khiếu nại nào của người dân. Ông cũng cho biết đoàn công tác của Bộ Y tế đang kiểm tra công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở này, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ là người chịu trách nhiệm nếu phòng khám Tâm Đức không đủ điều kiện là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. Tức là hiện nay đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đang tiến hành kiểm tra phòng khám đa khoa Tâm Đức. Nếu mà sau khi kiểm tra mà đoàn kết luận là phòng khám đa khoa không đủ điều kiện để khám chữa bệnh thì trách nhiệm này thuộc về ai? Nếu bây giờ nếu mà kết luận là phòng khám đa khoa Tâm Đức không đủ điều kiện khám chữa bệnh thì trách nhiệm này là thuộc về giám đốc Sở Y tế.